Bản tin tiêu dùng thông minh, 9 giờ sáng thứ hai hàng tuần, điểm tin tiêu dùng, thị trường, mách bạn bí kíp chọn đồ ngon, bổ, rẻ. 5 loại quả đắt đỏ bán ở Việt Nam, có quả 4 triệu đồng một cân nhưng mọc hoang ở nước ngoài. Dù có giá đắt đỏ, nhưng nhiều người Việt vẫn sẵn sàng rút hầu bao, mua những loại quả nhập khẩu này để thưởng thức. Bi hoa, quả lạ hoắc giá 4 triệu đồng một cân. Năm 2017, quả bi hoa bất ngờ xuất sình sịch ở thị trường Việt Nam với giá khoảng 4 triệu đồng một cân, phải đặt trước mới có hàng. Ít ai biết rằng trái bi hoa mọc dại đầy đường ở Nhật và không có gì đặc biệt, nhưng khi về Việt Nam, nó được bán với giá cắt cổ. Lý giải về mức giá đắt đỏ, các chủ cửa hàng cho biết loại quả này có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, giúp giảm nguy cơ về mắt, đái tháo đường, bệnh thần kinh. Thời điểm đó, chia sẻ với báo chí, anh Trần Tuấn Kiên, chủ shop hoa quả nhập khẩu online ở Trần Duy Hưng, Hà Nội, cho biết lúc đầu anh nhập về 70 hộp để bán, nhưng hết veo trong 2 ngày bởi loại quả này mới mẻ, nhiều người tò mò mua về thưởng thức. Cherry Nhật giá 6,6 triệu đồng một cân. Ở Nhật, cherry Juno Heart là thứ quả nổi tiếng với danh hiệu đắt nhất thế giới. Còn tại Việt Nam, cherry Nhật xuất hiện khoảng 2-3 năm trở lại đây, phần lớn về theo đường xe tay, được bán với giá vô cùng đắt đỏ. Tại những cửa hàng hoa quả nhập khẩu, cherry Nhật được bán theo khay, mỗi khay khoảng 2,1 triệu đồng. Một số nơi cửa hàng lại chia nhỏ, đóng vào những hộp nhựa với trọng lượng 60g một hộp, rồi bán với giá 400.000 đồng một hộp, khoảng 6,6 triệu đồng một cân. Chị Thu An, quản lý một chuỗi cửa hàng hoa quả nhập khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh, cho biết cửa hàng của chị thường chia cherry Nhật theo từng hộp nhỏ, mỗi hộp khoảng 8-10 quả, rồi bán với giá 350.000 đồng đến 400.000 đồng một hộp. Nho Ruby Roman. Nho Ruby Roman được coi là một trong những trái cây đắt đỏ nhất thế giới. Năm 2008, trong một phiên đấu giá ở tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, một đại gia đã chi 1,2 triệu yên, khoảng 254 triệu đồng, để mua một chùm nho Ruby Roman 24 quả. Tại Việt Nam, loại nho này có mặt năm 2017 với giá vô cùng đắt đỏ, từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng một chùm tùy loại. Tháng 8 năm 2019, một cửa hàng hoa quả nhập khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh đã gây sốt thị trường khi bán chùm nho này với giá 11 triệu đồng một chùm. Mỗi chùm có trọng lượng 800 đến 900 gram, số lượng quả dao động từ 26 đến 30 quả một chùm. Mỗi quả nặng 30 gram, có đường kính từ 2 đến 3 cm. Đào lạ hình bánh rán giá nửa triệu đồng một cân. Đào dệt Tây Ban Nha hay còn gọi là đào bánh rán được mệnh danh là một trong những loại đào ngon nhất thế giới. Đặc trưng của đào dệt Tây Ban Nha là ruột vàng, hạt nhỏ, có vị giòn ngọt rất đặc trưng, giá bán dao động từ 500 đến 600.000 đồng một cân, khoảng 12 quả. Tính trung bình mỗi quả có giá khoảng 50.000 đồng. Chị Linh, chủ một cửa hàng hoa quả nhập khẩu ở Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đào Tây Ban Nha được xách tay bằng máy bay, chỉ rộ từ tháng 1 đến khoảng tháng 7 hàng năm. Khi vào cuối vụ, đào quả nhỏ, giá đắt hơn. Xoài đỏ giá 3 triệu đồng một cân. Xoài ruby được trồng ở tỉnh Miyazaki, Nhật Bản, mùa thu hoạch cao điểm là tháng 5-6 hàng năm. Xoài có vỏ màu đỏ, ruột màu vàng, thơm ngon, không dính sơ. Mùi thơm của quả xoài này rất đặc biệt, lưu hương lâu trên tay. Ở Việt Nam, loại quả này được bán dao động khoảng 1 triệu đồng một quả. Mỗi quả nặng khoảng 400 gram. Do xoài có giá đắt, lại chín sẵn không bảo quản lâu được, nên các cửa hàng thường chỉ xách về khi có khách đặt mua. Được biết, xoài ruby có độ ngọt cao hơn 15% so với loại bình thường và hàm lượng dinh dưỡng rất cao như sắt, canxi và các chất chống oxy hóa.